Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón mới nhất ngày 6 tháng 10 năm 2021. Giá phân bón các loại tiếp tục bùng nổ khi giá phân tăng chóng mặt. Giá DAP Hồng Hà đạt mức kỷ lục hơn 1 triệu đồng một bao. Giá tăng mạnh, nguồn cung hạn chế, nhu cầu đang tăng trở lại. Tất cả các thị trường do chuẩn bị bước vào vụ sản xuất. Nguồn cung đang thắt chặt tại châu Âu khi giá khí đốt tăng cao đã khiến nhiều nhà máy phải tạm dừng sản xuất cùng với chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 690.000 đến 720.000 đồng. Ninh Bình cũng vậy, 690 đến 720.000 đồng nha bà con. Trung Quốc 700.000 đến 750.000 đồng. Phân DAP Hồng Hà 1.150.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Đình Vũ 850.000 đến 890.000 đồng. Philippines 1.050.000 đến 1.100.000 đồng. Hàn Quốc 1.080.000 đồng đến 1.150.000 đồng. Phân kali biển Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 720.000 đến 750.000 đồng. Con cò 730 đến 770.000 đồng. Canada 710 đến 750.000 đồng. NBK 16-16-8 Cà Mau 610 đến 650.000 đồng. Ba con cò 630 đến 660.000 đồng. Phú Mỹ 620 đến 650.000 đồng. Việt Nhật 710 đến 740.000 đồng. NBK 20-20-15 ba con cò 860 đến 890.000 đồng. Bình Điền 840 đến 880.000 đồng. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 900.000 đến 940.000 đồng. Phân lân CP Long Thành 200.000 đến 230.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 650.000 đến 700.000 đồng. Phú Mỹ 650.000 đến 700.000 đồng. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 830 đến 850.000 đồng. NBK 20-20-15 Bình Điền 800 đến 840.000 đồng. Phân lân Văn Điển 200 đến 210.000 đồng. NBK 16-16-8 Cà Mau 620 đến 660.000 đồng. Phú Mỹ 630 đến 670.000 đồng. Phân Kali Miễn Cà Mau 650 đến 670.000 đồng. Phú Mỹ 650 đến 670.000 đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg nha bà con. Sẽ còn có sự chênh lệch tùy theo nhu cầu của từng khu vực nữa, cũng như là cái mức độ khan hiếm của phân bón trong thời điểm này. Bà con lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây. Cảm ơn bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin kính chào.